cùng và phải phối hợp với nhau. Đương nhiên là phải dành rất là nhiều thời gian, như là Hữu làm hết makeup và tóc cũng phải mất chừng 2 tiếng đồng hồ. Và cái khoảng thời gian này thì Hữu cũng được hiểu thêm vì sao lại có những cái bộ sưu tập như này. Và đặc biệt là Hữu rất là hồi hộp nữa khi mà trước khi bước lên cái thảm đỏ, bởi vì Hữu biết là ngày hôm nay không dẫn một mình Hữu mặc trên người bộ trang phục của nhà thiết kế Minh Châu, mà còn rất là nhiều anh chị khác, và đặc biệt là họ trong những cái ngành mà về người mẫu nữa, mặc đương nhiên là phải đẹp hơn Hữu rồi. Dạ. Nhưng hôm nay không phải là lần đầu tiên Hữu lên thảm đỏ đúng không? Là trước đây Hữu cũng có tham gia một lần rồi. Nhưng mà bây giờ Hữu đang xin được chào đón đạo diễn thời trang. Nãy giờ Hữu chưa có kết thúc cái phần của mình đó, có sao không? Được cả hai, có gì mình về mình cắt lại ha. Dạ, làm phiền nha. Để cho hỏi thêm nha, Hữu hả? Thì đây là lần thứ hai, hình như là Hữu cũng xin được chào đón áo quần Việt Nam Fitness Model. Không có trình diễn, mặc dù là Hữu những ngày trước là Hữu có tham dự trình diễn của anh Minh Châu. Tức có nghĩa là mình có catwalk đó, nhưng mà lần này thì Hữu chỉ đến tham dự và được làm khách mời. Xin được chào đón quán quân Việt Nam Fitness Model Đạt Kiều. Cảm thấy rất là vui và rất là mong mỏi để mà chờ đón xem cái bộ sưu tập của ngày hôm nay. Thưa quý vị, lúc này đây chúng tôi xin được mời quý vị khách quý đang sở hữu tấm vé để theo dõi slot diễn đầu tiên tối đêm nay của Awa Việt Nam International Fashion Week. Hãy cùng tiến vào bên trong khán phòng của chúng tôi của mình. Xin được trân trọng cảm ơn. Lưu diễn xa nhà, gọi là xa Việt Nam, thì Hữu cảm thấy rất là nhớ nhà, nhưng đặc biệt năm nay Hữu được ở gần với quý vị khán giả Việt Nam hơn và được tham dự những cái lễ, những cái buổi lễ và những cái ngày mà đặc biệt nhất. Xin được chào đón diễn viên Lê Lộc và diễn viên Tuấn Dũng trong gia đình nè, rồi những cái buổi xâm vầy từ quý vị khán giả như FC của mình và vân vân, rất là nhiều cái dự án của mình cũng tại Việt Nam. Và Hữu rất là vui khi năm nay Hữu được ở Việt Nam nè. Hữu nghĩ rằng là mình sẽ ở đây dài hơi hơn để mà phục vụ cho quý vị khán giả tại Việt Nam. Hôm bữa thì có gặp Phương Thủy. Xin được chào đón bé Phương Anh. Hôm bữa có gặp bé là Hữu chỉ trả lời trong thời gian ạ. Vậy hả? Tại vì có Hữu học trả lời trong thời gian. Tại vì hôm nay mình dự trong thời trang. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Vân vân. Và những cái event Tết chẳng hạn vậy. Tại vì Hữu cũng rất là thích áo dài. Tại vì áo dài là một cái sự truyền thống rất là hay. Và anh thì anh biết cách làm sao để làm mới hơn trong cái chiếc áo dài để mà tôn lên cái vẻ đẹp của phụ nữ. Và Hữu cảm thấy là đây là một cái niềm vinh hạnh nhất ở Việt Nam mình. Tại vì anh có thể làm cho nó thật là sắc sảo và đẹp mắt, và mặc lên người rất là gọn gàng nữa. Không biết nói gì hơn. Bây giờ thì chuẩn bị để vào xem bộ sưu tập mới của anh đây. Hữu lúc nào cũng là ủng hộ cho anh hết, và luôn luôn mong muốn là anh sẽ có thật là nhiều những cái sáng kiến hay hơn để thiết kế những cái bộ sưu tập mới hơn, hay hơn, đẹp hơn, và dành cho những người mặc trên người cảm thấy là thích hơn. Dạ.